Rồi thì là xin kính chào quý cô chú và anh chị mình ha. Thì chào mừng quý cô chú chị mình đang xem kênh YouTube và đang theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Kim Lợi Bất Động Sản nha. Thì lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây ha. Thì hôm nay ha là đang có mặt tại xã Phú Tân ha, ấp 3 xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Rồi thì hôm nay lại có mang đến và gửi cho anh chị mình một miếng đất ha. Thì nói chung giá cũng đâu đó cũng hơi rẻ một tí ha. Thì tầm này nói chung bất động sản cũng đóng băng, nhưng mà lâu lâu thì có một miếng giá thì cũng rất là ok để lại đi review bất động sản chính chủ gửi đến quý cô chú anh chị mình ha. Rồi thì ở đây là ở chính xác ở đây là ở ấp 3 xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Thì miếng đất hôm nay là gửi đến cho anh chị mình thì có tổng diện tích là 5.166 m², 5.166 m² ha. Thì miếng đất của mình là đã có sổ hồng riêng, pháp lý sạch, an toàn ha, sang tên công chứng trong ngày chính chủ nha anh chị nha. Ở đây thì cũng không có vắng đâu ha, ở đây có nhà cửa nè ha, đó có một cái nhà nè, nhà cửa cấp 4 ha. Đó, xung quanh thì cũng có dân cư. Thì ở đây nó có miếng đất của mình có hai mặt tiền anh chị ha, hai mặt tiền nha. Ở đây nè, đó một mặt tiền thì anh chị đi sâu xuống đó thì tầm khoảng được đâu đó 50 mét mặt tiền ha. Đây là sẽ coi lại cái vệ tinh ha. Thì một mặt tiền, mặt tiền bên này nè, mình chạy dài xuống tới dưới luôn anh chị ha, là mình được 77,8 mét mặt tiền ha, là cho 78 mét đi. Còn cái hướng này nè, đó mặt tiền thứ hai ha, mặt tiền thứ hai hướng này thì mình được 42 mét mặt tiền nha anh chị, 42,4 ha. Còn bên đây được 77,8 nha. Đó thì đất của mình là nằm ở ấp 3 xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Rồi thì sau đây cũng không làm mất thời gian của chú chị mình, lại cũng báo giá luôn ha. Thì miếng này là 5.166 m² ha. Chính xác là 5.165,6 m² nha anh chị nha. Thì giờ sổ hồng riêng, pháp lý sạch, an toàn, sang tên công chứng trong ngày chính chủ nha. Đó thì miếng đất này thì giá chính chủ kêu với anh chị là chỉ có 1.200.000.000 nha. 1.200.000.000 thì anh chị có thể sở hữu ngay một miếng đất 5.165,6 m² ha. Đó đất của mình chạy dài xuống tới dưới luôn ha, là mình được 77 m, 77,8 m. Còn cái mặt tiền phía trên đó thì mình được 40 hồi nãy là nói bao nhiêu quên ha, 40 mấy mét đó ha. Đó thì ở đây đất của mình hiện tại là đất trống ha, cũng giống như đất trống thôi. Tại vì miếng đất này là đang trồng cây này, cây cây gì, cây lòng mứt và cây tầng ô ha, lòng mứt và tầng ô. Nói chung cây này bán cũng được giá và có giá trị anh chị ha. Cây này thì em thấy họ mua cũng cũng khá là ok nè, họ đi kiếm đi mua cũng rất là nhiều ha. Nói chung cũng không biết giá bao nhiêu, thì thấy có nhiều cô chú anh chị cũng dẫn đi mua những cái cây này ha, không biết về để làm gỗ gì hay làm kiểu như làm đũa ăn cơm hay là làm cái gì đó, mình cũng không rành không hiểu ha. Đó, miên một vườn như thế này thì trồng hết những cây cây lồng mứt với lại cây tầng ô này kia rồi ha, nói chung là đầy đủ hết, là full vườn hết 5 sào mấy ha. Ở đây thì anh chị mình đi thẳng đâu đó thì tầm khoảng 300 mét thôi, anh chị mình sẽ gặp con đường bê tông ha, đường bê tông của bên Phú Vinh nha. Ở đây là xã Phú Tân, miếng đất ở đây là xã Phú Tân ha, vị trí đất ở đây xã Phú Tân. Mà anh chị đi tầm khoảng 300 mét mình sẽ gặp đường bê tông, là bên đó là hướng của bên xã Phú Vinh, cũng thuộc về Định Quán Đồng Nai luôn ha, nó giáp ranh đường thông liên xã nha anh chị nha. Đó thì con đường đó thì ra bê tông ha, và con đường này anh chị mình cũng ra được hướng bê tông nè. Ồ, bên kia có mấy anh mấy chú đang cưa cây ha, chung cũng hơi ồn, nhưng mà Lợi đã gắn cái micro vô, Lợi đã lọc âm nè ha, cho nên nghe cái giọng của Lợi cũng hơi rõ một tí. Còn cái tiếng máy cưa kia nó cũng có nhưng mà nó hơi ồn ha, nhỏ nhỏ thôi. Rồi trở về vấn đề chính, còn cái hướng này nè anh chị ha, hướng này thì anh chị cũng đi đâu đó 300 m, mình sẽ gặp đường bê tông luôn của bên hướng xã Phú Vinh luôn, Định Quán, thuộc về Định Quán Đồng Nai luôn ha. Thì cái đường bê tông đó anh chị là nếu mà rẽ phải anh chị sẽ vô hướng ở trong sông Đồng Nai ha, đi sông Đồng Nai tầm khoảng 6 cây, còn rẽ trái thì đi ra quốc lộ 20,
của km 118 xã Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai, đá Ba Chồng, Định Quán, Đồng Nai. Là đi ra quốc lộ 20 là tầm khoảng 8 km nha. Đó thì ra đó đến đó là 8 km. Xong anh chị rẽ phải về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 110 cây. Còn rẽ trái thì về thành phố Đà Lạt là 180 cây ha. Một tí là sẽ chạy xe máy đi ra cái đoạn đường gửi đến chị mình xem ha. Nói chung miếng đất này cũng không có gì nhiều, thì chỉ có một cái vườn đất trống thôi. Nói chung đất bằng ha, nhưng mà đất trống thôi. Thì có trồng vài cây lồng mứt, cây tàng ô, cây sà cừ này kia thôi ha. Đó, đường này thì xe hơi vào tận nơi, nhưng mà xe hơi vào khúc ngoài này ha, vào khúc đường đá mi thôi. Tí là sẽ chạy xe ra quay cho anh chị xem ha. Quay sơ sơ thôi, cũng không có bay la cam làm gì. Tại đây không có chỗ để đặt bay la cam luôn chị ha. Nó cứ như vậy nè, chậm 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 như vậy. Đặt cái la cam lên bay không biết đặt ở đâu luôn, bay sợ nó rớt ha. Rồi thì quay sơ sơ gửi đến anh chị mình thôi ha. Thì mình xin nhắc lại, miếng đất này là nằm ở xã ấp 3 nè, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Rồi miếng đất hôm nay là gửi đến cho anh chị mình là có tổng diện tích là 5.165,6 m² ha. Thì giá chính chủ kêu là 1.200.000.000, giá vẫn còn thương lượng gặp trực tiếp chính chủ nha anh chị nha. Rồi pháp lý sạch, an toàn, xem tên công chứng trong ngày, chính chủ ha. Anh chị có quan tâm thiện chí alo trả lời nha. Rồi bây giờ là sẽ chạy xe ra đường, ra ngoài đường, ra hướng đường bê tông gửi đến chị mình. Sau đó là sẽ đưa sổ sách, vị trí và Google Maps nha. Rồi bây giờ là sẽ từ trong miếng đất ha, là chạy ra hướng ngoài đường bê tông gửi đến anh chị mình xem nha. Đó, kế bên có nhà, ở đây cũng có nhà ha. Đây có 2 căn, và dọc đường của mình thì cũng có rất là nhiều nhà, nhà cửa. Đó, xe hơi vô tới đây anh chị ha, xe hơi vô tận đây, tận đây đây. Thì còn một khúc kia là cái đường nó hơi nhỏ ha, đường đất nó hơi nhỏ cho nên xe hơi vào chưa được, thì đang cải tạo làm đường ha. Khúc này thì đường cũng mới làm thôi. Cái đường thì mình người ta chủ họ mới đổ đá mi ha, cho nên thì cũng hơi khó chạy một tí. Và phải vừa chạy xe, một tay cầm máy quay ha, một tay chạy xe, cho nên nó có hơi khó khăn, hơi rung lắc một tí, thì cô chú anh chị mình xem thông cảm nha. Đó thì tới đường bê tông rồi anh chị ha. Đó thì dân cư cũng khá là ok ha. Đây có nhà cửa xung quanh ha. Đó. Dân cư ở đây thì khá là ok, nhà cửa xung quanh. Thì con đường bê tông này nè, anh chị mình đi đâu đó tầm khoảng thêm chưa đến 1 km, tầm khoảng 1 km. Thì anh chị mình sẽ gặp hướng chợ nè, kêu bằng chợ Ba Lưới ha, là chợ của km 118 xã Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai. Đó, hai bên nhà khu dân cư khá là đông ha. Đây có một chị đi chợ vậy nè ha. Đó thì dân cư khá là ok luôn ha, khá là đông.
Ở đây anh chị mình đi ra tới chợ đâu đó tầm khoảng là một cây số thôi, anh chị sẽ gặp chợ nha. À, chợ rồi Bách Hóa Xanh, cây xăng, rồi trường học ha. Bán kính chỉ có 1 km thôi. Nói chung con đường này cũng khá là ok ha, đường bê tông, đường một đường đan bê tông, xe hơi thì ra vào thuận tiện, khá là ok ha. Con đường này thì lâu lâu mình quay lại up video lên giờ đến anh chị mình ha, chứ con đường này lại cũng quay khá là nhiều rồi, khá là quen thuộc ha. Cái đường ở trong này á, thì đất ở trong này thì lại bán cũng khá là nhiều ha, bán khá là nhiều ở trong này. À, từ trong đất mình đi ra đến chợ thì tầm khoảng 1,3 km anh chị ha. Đây lại có đo đồng hồ đó, 1,3 km ha. Đây qua cái cua này mình đến chợ rồi. Đó thì đến con đường nhựa ha, đến con đường nhựa là mình sẽ gặp chợ nè. Đó, đây thì là sẽ phân tích thêm ha. Ở đây anh chị mình đi vô tầm khoảng 3 km ha, mình sẽ gặp hướng con sông Đồng Nai nha. Đó, tạp hóa rồi chợ nè. À, ra tới khu dân cư rất là sầm uất. Thì có tạp hóa là có chợ ha. Đây, Bách Hóa Xanh ở dưới kia, mình qua Bách Hóa Xanh rồi. Ở trường học ở dưới kia, một trường học ha. Trên đây trường học tiểu học. Rồi thì con đường này anh chị cứ tiếp tục mình đi thẳng đâu đó tầm khoảng 5 km nữa ha, mình sẽ gặp quốc lộ 20. Thì quốc lộ 20 đó rẽ phải về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là 110 cây, còn rẽ trái về thành phố Đà Lạt là 180 cây nha. Và đây là cái hình sổ của mình anh chị ha. Thì tờ bản đồ số 23, thửa đất số 65 ha, địa chỉ là ấp 3, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì diện tích này anh chị là 5.165,7 m² ha. Thì hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây. Thì miếng đất của mình có thời hạn sử dụng đến ngày 15 tháng 10 năm 2043 ha. Thì sổ hết hạn thì anh chị mình đi cấp lại sổ mới nha. Đây là hình đất của mình anh chị ha, bằng mặt tiền phía trước và mặt tiền bên hông nè ha.
Và đây là cái hình dung miếng đất của mình anh chị ha. Thì tờ 23 nè, thửa đất 65 nè, diện tích 5.166 m². Thì đất trồng cây lâu năm ha. Đó, đất trồng cây lâu năm. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thì cái mặt tiền chính anh chị mình được 42,4 m ha. Và cái mặt tiền bên hông thì mình được 77,8 m nè. Đó, cái hậu dài bên này được 91,6 m ha. Còn phía sau nó nở hậu ra nè ha. Nở hậu ra được 70 m nha anh chị nha. Đó, cái đầu 42, cái hậu là 70. Một bên mặt tiền bên kia là được 77,8, bên mặt tiền bên này được 91 ha. Và đất của mình ở xã Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai anh chị nha. À, Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai ha. Thì cái đường này nè, nó tương lai nó sẽ lên con đường bê tông lớn anh chị ha. Đó, hiện tại là đường nhỏ thôi, mà sau này sẽ lên con đường bê tông rất là lớn ở đây ha. Thì miếng đất của mình nó nằm ngay vị trí nè ha, là chấm đỏ nè ha. Đó, đất của mình nằm gần Thác Thượng, khu du lịch Thác Thượng và phía sông Đồng Nai nè ha. Đâu đó chỉ có vài km thôi. Còn ở đây thì anh chị mình đi ra tầm khoảng đâu đó 6 km, 7 km ha. Anh chị mình sẽ gặp chợ ngã ba Gia Canh và thị trấn, trung tâm thị trấn Định Quán. Thì mình sẽ gặp ngân hàng nè, bệnh viện nè, rồi văn phòng công chứng luôn ha. Văn phòng công chứng của Định Quán, Mai Sao, văn phòng công chứng Mai Sao, hoặc là bên hướng bên kia của Huỳnh Đức Khải ha. Nói chung là có hai phòng công chứng nằm kế bên nha. Đó, thì ra đến đó mình sẽ gặp trung tâm thị trấn Định Quán, thì gặp ngân hàng, bệnh viện, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, trường học, rồi công an, đầy đủ luôn ha. Nói chung cái gì cũng có hết, ra quốc lộ cái gì cũng có. Từ miếng đất đến ra quốc lộ 20 là tầm khoảng đâu đó là 7 km nha. 7 km mình sẽ gặp quốc lộ 20. Thì quốc lộ 20 đó anh chị mình sẽ rẽ trái nè. Anh chị mình sẽ về hướng thị trấn Maragui, là anh chị mình về Lâm Đồng, Đà Lạt ha, là 180 cây. Còn anh chị rẽ phải nè, anh chị mình sẽ về hướng ở đây là về hướng Túc Chân rồi nè, về hướng Gia Kiệm nè, là Dầu Dây ha. Đó, về Dầu Dây rồi đó. Thì từ miếng đất về Dầu Dây, về Dầu Dây quốc lộ 1A đâu đó thì nó tầm khoảng là 40 cây ha. Còn chị về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó là 105 đến 110 km ha. Đó. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều nha. Chú anh chị có thiện chí quan tâm mình alo cho lại ha. Lại có để số điện thoại cho màn hình video, mình gọi trực tiếp cho lại hoặc là mình kết bạn Zalo với lại là sẽ tư vấn anh chị mình nha. Rồi, các chú chị hãy cho lại một lượt đăng ký kênh ha, đăng ký kênh YouTube của lại để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hoặc là có miếng đất nào đó phù hợp với tài chính, hoặc là phù hợp với anh chị đang cần và tìm mong muốn miếng đất như vậy ha. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều ạ.